Rồi tiếp tục hôm nay là em lên cho anh em là lô chữ N nghe anh em, cũng là 5 cây máy cắt cỏ luôn ha. Rồi địa chỉ của em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ anh em. Số điện thoại là 0972949527, số đó là có xài Zalo luôn nha. Rồi cái kênh bên YouTube của em á là Vũ Linh máy cắt cỏ nghe anh em, còn bên TikTok là Vũ Linh ha. Rồi giá em đưa trên đây là đã bao ship tới nhà cho mình đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm ha. Hàng tới thì anh em được quyền kiểm tra máy, nổ máy trước khi nhận luôn anh em. Bên em là bán hàng là không có lấy cọc ha. Nói chung em mà nói chung hàng đi là em kiểm tra đồ, nổ máy đồ ngon lành hết em mới giao. Cái phần đó thì anh em khỏi lo ha. Rồi hôm nay lên cho anh em là Kyugit Echo 260 nè, Echo 23 nè, Mitsu TL201 siêu đẹp luôn, Maruyama 20 đẹp như mấy hùng luôn em. Con đầu tiên là con N1, là con cơm Mitsu á. Em quay chỗ này nó hơi chặt rồi anh em ơi. Rồi tới nổ đi em. Con N1 là cơm Mitsu KC2000 anh em, màu xanh thì đó là Kubota nha. Con này nòng 30 ly 20cc anh em, rất là gọn nhẹ luôn. Con này nó chạy bộ chế là quanh bờ gồ một kim anh em. Đây tôm nhựa ha, màu xanh thì là để Kubota ha anh em. Con này hiện tại là xài một tay lái ra giữ luôn anh em. Công tắc thì nằm trên cái cùm luôn ha. Em gắt cho nó bộ hai tay sẵn nè. Anh em mà muốn xài ga bóp hay là ga chết thì em sẽ gắn cho anh em mình ha. Cần cái đầu bò của nó là em hai cái đầu bò mới nghe anh em, đầu bò chất lượng đàng hoàng ha. Rồi N1 cơm Mitsu giá chỉ có 1,2 triệu thôi nghe anh em. Kubota cơm Mitsu 2000 ha. Tiếp tục qua con N2 là dòng của Maruyama nghe anh em. Rồi con này là Maruyama KC20NX nghe anh em. Con này là nòng 30 ly nghe anh em, 20cc ha. Con này nó chạy là bộ chế là quanh bờ gồ lóc là sẽ đóng mắt in ra băng anh em. Ủa con này có đóng lóc không ta? Để em quay chị. Ồ con này đề cao nó không có đóng lóc luôn anh em ơi. Nhưng em đảm bảo là hàng chất lượng hàng Nhật luôn anh em. Chất lượng hàng Nhật ha. Đây nó chạy bộ chế là quanh bờ gồ luôn anh em. Đây quanh bờ gồ một kim ha. Con này là màu xanh còn rất là đẹp luôn. Tôm nhựa anh em. Điểm eo là đầy đủ hết. Con này xài hai ta lái luôn anh em. Hai ta lái ra bốc hệ luôn. Siêu vip. Cần đầu bò đồ là gin hết. Rồi N2 Maruyama 20 màu xanh lá cây siêu đẹp luôn anh em, đẹp như mấy hùng, giá chỉ có 1,4 triệu thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình hết anh em, đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm ha. Rồi tiếp tục qua con N3 đi em. Đây N3 là đến từ thương hiệu của Mitsubishi nghe anh em, TL201 nghe, nòng 30 ly nha. Chụp giật là có trợ lực luôn anh em. Đây cái nòng của nó còn sáng trưng luôn anh em. Nòng với bo là còn trắng tinh luôn ha. Đây Mitsu thì nó sẽ đóng lóc bắt kênh ra băng nghe anh em. Mitsubishi ha, TL nó sẽ đóng lóc anh em. Con này nó chạy bô chế là quanh bờ gồ một kim dài ha anh em. Đây quanh bờ gồ một kim dài luôn, ốc là còn vàng khè hết nha. Con này tôm nhựa anh em, con này thì tầm cỡ 3,5 kg anh em. Công tắc thì nằm trên nằm sau tôm luôn ha anh em. Con này là xài một tay lái nè nghe anh em. Anh em muốn gắp hai tay em sẽ gắp hai tay hoàn toàn miễn phí cho anh em mình ha. Cần đầu bò đồ là gin hết. Rồi N3 là giá chỉ có 1,5 triệu thôi nghe anh em. Mitsubishi TL201 luôn nghe, chụp giật là có trợ lực luôn nghe anh em. Nhẹ nhàng là nổ. Rồi N3 giá chỉ có 1,5 triệu thôi nghe anh em. Qua con N4 là dòng của Kyugit Echo. Rồi bữa nay cái chỗ này nó hơi chặt, bây giờ em quay hơi nhanh. Cái nào mà anh em không hiểu đó thì anh em cứ liên hệ vào cái số điện thoại là 0972949527 giùm em ha anh em. Rồi con này là Kyugit Echo 23 nha anh em, bình xăng zin là còn trắng luôn nha, nó chạy bộ chế là ga ngang, bộ chế vú to luôn. Bộ chế này chạy là siêu tiết kiệm xăng hơn chế của anh bờ gồ hai kim luôn anh em. Đây con này là Kyugit Echo 2325 nha anh em. Đây số xe ghi mất in ra băng của nó là đầy đủ hết, con này là tum nhôm luôn nha anh em. Ở trong nó là tum nhôm luôn nha, điểm eo là đầy đủ hết. Xài hai ta lái luôn, hai ta lái ra bóp hệ luôn anh em. Đây cái bóp hệ luôn, công tắc xuống là tắt, lên là mở ha. Cần cán cỏ đồ bò đồ là gin hết. Rồi N4 này Kyugit Echo 2325 giá chỉ có 1,8 triệu thôi anh em. Con này là máy đề cao á, chạy bởi vì cái bô của nó không có khác anh em. Anh em đưa vô cỏ anh em chạy tới đâu nè, nó chạy tới đó rồi chứ nó không có bị sựng máy ha anh em. Rồi N4 giá chỉ có 1,8 triệu thôi. Qua con cuối cùng là con N5 là dòng của Kyugit Echo luôn anh em.
là siêu vip luôn anh em ơi. Con này là Qgit Echo 260 anh em, nòng 34 ly 26cc ha. Con này là chụp giật nó có trợ lực luôn anh em, nó chạy bộ chế da băng, bộ chế vú to ha. Bộ chế này chạy là siêu bốc máy luôn. Đây, Echo 260 anh em, tôm nhôm là còn rất là đẹp luôn. Số xe ghi mắc in da băng của nó là còn đầy đủ hết. Điểm eo là đầy đủ hết nha anh em. Con này xài hai tay lái luôn nha, hai tay lái ra giữ luôn. Công tắc xuống là tắt, lên là mở hết nè. Cần đầu bò đồ là gin hết. Rồi con N5 là giá chỉ có 2,1 triệu thôi anh em. Anh em bơm nước là 15-20m là chuyện bình thường ha. Nổ là siêu giòn luôn anh em. Rồi N5 Qgit Echo 260 giá chỉ có 2,1 triệu thôi anh em. Anh em chốt hàng liên hệ giùm em là cái số điện thoại là 0972 949 527, số đó là có xài Zalo luôn anh em.